Các bạn thấy là ngày hôm nay lại tiếp tục là một ngày rất sôi động ở trong thị trường crypto Không chỉ là giá Bitcoin một lần nữa đã phá vỡ 10.000 đô Lúc mình làm cái video này là 10.110 đô Mà chúng ta cũng thấy có những hiện tượng rất là tốt đối với giá cả như là cái hiện tượng Golden Cross thường đã chia sẻ ở trên Twitter và trên Facebook Nhưng mà nào mà không rành thì Golden Cross đó chính là cái lúc mà cái đường giá trị trung bình của Bitcoin 50 ngày qua đi lên và chạm vào cái đường giá trị trung bình 200 ngày qua của BTC và đây là một hiện tượng mà nhiều trader cho là rất tốt về mặt giá cả của tương lai đến nỗi mà chúng ta thấy được là có những cái bài viết được chia sẻ bởi Coin Telegraph nói về cái hiện tượng này như là bài viết chúng ta nhận được ngày hôm nay và dựa theo bài viết này thì Coin Telegraph nói là một số nhà phân tích giá như là Key Waring nói là hiện tượng Golden Cross xảy ra trước đây thì Bitcoin tăng 170% chỉ trong vòng là dưới 60 ngày có nghĩa là nếu chúng ta tính 60 ngày tới đây lịch sử lặp lại thì giá Bitcoin sẽ lên tới cái mức là 26.000 đô nhưng mà 6 ngày tới đây chúng ta vẫn là tháng 4 năm 2020 ngày Bitcoin halving là tới tháng 5 năm 2020 và nếu như mà thật sự Bitcoin có thể là lên tới cái mức 26.000 đô trong vòng 60 ngày tới đây như là bài viết này đề cập tới thì đây là điều mà chưa từng có trong lịch sử tại vì các bạn thấy là trước đây Bitcoin chưa hề phá đỉnh cũ, lập đỉnh mới trước ngày halving chỉ sau khi mà ngày hai bên xảy ra thì chúng ta mới thấy điều đó Nhưng mà giá cả tăng lên hiện tượng Golden Cross xảy ra cũng không phải là cái đề tài mà nhiều người quan tâm đến ngày hôm nay Đề tài thú vị nhất thường cảm thấy ngày hôm nay đó chính là liên quan tới cái ứng dụng DeFi BZX Một lần nữa đã bị con người kiếm được lỗ hỏng và kỳ này đã lấy mất đi 630.000 đô chỉ trong vòng có vài giây thông qua sử dụng các cái giao thức của các ứng dụng DeFi và những bạn nào mà thấy tin tức này nghe quen Tại vì một điều tương tự cũng đã xảy ra cách đây chỉ có 3 ngày Lúc đó có người đã lấy mất đi 360.000 đô Thông qua những cái ứng dụng DeFi như là Fulcrum, Compound, DYDX và Uniswap Đây những cái ứng dụng DeFi dùng để các bạn có thể là trade margin Các bạn có thể là trade bình thường, các bạn có thể mượn, các bạn có thể là gửi tiền Thì tôi nghĩ là nhiều bạn đã đọc những bài viết chi tiết liên quan tới cái vụ hack 360.000 đô này Nhưng mà kỳ này chỉ 3 ngày sau đã có cái vụ lớn hơn Đó chính là cái vụ ngày hôm nay đã có thể lên tới 630.000 đô Hiện bây giờ thì cái ứng dụng DeFi BZX đã ngưng hoạt động Khi nào hoạt động lại thì chúng ta không biết được Nếu có ai muốn làm điều tương tự ngày hôm nay Đối với ứng dụng DZX là điều không thể Nhưng mà thường cảm thấy là có nhiều bạn rất muốn biết là điều này làm sao làm được Sử dụng Plus Loan để làm được điều này và đây chính là điều mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm qua thì thường có nói về cái token bear bear của Binance. Và có rất nhiều bạn có những câu hỏi liên quan đến token bull và bear này như là sử dụng như thế nào, có nên mua giữ lâu dài hay là không. Và tôi đã chia sẻ ngày hôm qua là hôm nay thường sẽ nói thêm về cái token bull và bear này. Thì những cái mà đơn giản các bạn cũng đã biết đó chính là nếu như các bạn sử dụng token bull của Binance có nghĩa là các bạn long Bitcoin, các bạn đánh lên 3 lần. Nếu như các bạn sử dụng cái token bear thì các bạn đánh xuống 3 lần. Nếu như các bạn sử dụng token Ether bull thì các bạn đánh lên 3 lần cho đồng Ethereum và các bạn sử dụng Etherbear thì các bạn đánh xuống 3 lần cho Ethereum. Cái khác biệt ở đây là các bạn không cần phải có cái chương mục margin mà các bạn có thể mua trực tiếp token này ở trên cái sàn Binance bình thường. Thì nếu như mà Ethereum lên 1% mà các bạn mua Ethereum Bo thì các bạn sẽ được lợi 3% và ngược lại nếu như mà Ethereum xuống 1% thì các bạn sẽ lỗ 3% tại vì các bạn chơi margin 3 lần thông qua cái token này thì cái token của Bitcoin cũng tương tự Thì một trong những cái điều tiện lợi thì các bạn không cần là phải có cái chương mục margin riêng Và không cần phải quan tâm đến những việc như là quản lý lệnh hay là điều chỉnh cái margin của mình Hay là không có bị thanh lý tài khoản nếu như mà giá xuống đột ngột hay là lên đột ngột, ngột Tùy theo là các bạn đang đánh lên hay là đánh xuống thì có một số bạn hỏi là nếu như vậy thì có phải là chúng ta có thể mua Bitcoin Bull Token, có nghĩa là margin 3 lần. Thì nếu chúng ta mua lưu trữ lâu dài thì có phải là nếu như mà sau này Bitcoin lên 100% trong vòng vài tháng sau thì mình sẽ so lời 300% hay là không Thì ra không phải là như vậy tại vì cái cách mà cái token này hoạt động Tuy là các bạn mua token trên sàn bình thường nhưng mà thật ra là sàn Binance quản lý một cái quỹ sau so lưng để có thể cho các bạn được có lợi nhuận hay là tính lỗ Một trong những điều mà nhiều bạn thích ở cái token này là nếu như mà giá lên thì xuống đột ngột thì các bạn không bị thanh lý tài khoản Không giống như là chơi margin bình thường nhưng mà cũng tại vì cái sự an toàn đó cho nên khi mà giá cả đi lên các bạn cũng không có được lời như là mong muốn thì để đường giải thích rõ hơn khi mà chúng ta nhìn vào cái cơ cấu của cái token này đầu tiên là nếu như giá cả lên xuống 10% thì sàn Binance sẽ đồng bộ hóa lại cái token này có nghĩa là nếu như mà cái token các bạn mua xuống giá 10% có nghĩa là các bạn lỗ 30% tại vì các bạn là margin 3 lần thì lúc đó sàn Binance sẽ bán đi một phần của cái quỹ đó để mà đồng bộ hóa lại cho các bạn vẫn còn là margin 3 lần và ngược lại nếu như mà các bạn có lời hơn 10% thì sàn Binance cũng sẽ đồng bộ hóa lời để cho các bạn vẫn là margin 3 lần. Cái số tiền lời đó sẽ đắp trở vô và mua thêm Bitcoin hay là Ethereum để vào cái quỹ đó. Và đó là nếu như mà đồng lên hay xuống 10% trên một ngày. Mỗi ngày thì sàn Binance sẽ đồng bộ hóa đồng nó một lần. Cho nên nếu như mà các bạn giả sử như là cái giá đi xuống thì các bạn thay vì là margin 3 lần mà bây giờ là các bạn margin hơn 3 lần. Tại vì cái giá các bạn đã xuống so với cái lệnh mà sàn Binance đặt cho các bạn Thì lúc đó sàn Binance cũng sẽ bán đi một phần của cái lệnh đó Để mà quang lại Để các bạn có thể là vẫn còn margin 3 lần Và ngược lại nếu như mà giá cả đi lên Cho nên trong thời gian dài Thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự lời 3 lần Cho nên điều mà mình thường muốn nói với các bạn ở đây Là đối với Thuận Token Bova Bear này Thực ra chỉ là tốt trong thời gian ngắn hạn Nếu các bạn để lâu ngày Thì các bạn cũng không được lời 3 lần Tôi hy vọng là điều này trả lời một số câu hỏi của các bạn liên quan đến token Bo và Bear này. Trở lại với cái đề tài của video ngày hôm nay liên quan tới việc mà có người có thể kiếm được 630.000 đô thông qua ứng dụng DeFi trong vòng có vài giây. Thì đây là một điều cũng tương tự đã xảy ra cách đây 3 ngày. À, nhiều bạn cũng đã biết đó chính là tin tức liên quan tới có một người đã kiếm được 360.000 đô Ethereum sử dụng Flash Loan. Thì người này ngày hôm nay cũng đã sử dụng Flash Loan và có một điều mà thường muốn nói với các bạn là có một số bài viết nói đây là một cái vụ liên quan tới hacker tấn công ứng dụng DeFi, nhưng mà đối với thường người này cũng không phải là hacker, người này chỉ đơn giản là một người mà rất thông minh và đã kiếm được lỗ hỏng sử dụng cái ứng dụng DeFi, sử dụng cái giao thức DeFi theo cách mà giao thức này được tạo ra theo quy luật được định sẵn, cho nên thường cảm thấy người này không làm gì sai hết. Và hai cái vụ này cho mọi người thấy được cái sự kỳ diệu của các ứng dụng DeFi, các ứng dụng tài chính phi tập trung. Chúng ta thực sự là đang bước vào một cái thế giới tài chính mới. Và ngay cái bản thân thuận thì bây giờ cũng chưa có hiểu rõ được cái sức ảnh hưởng cũng như là những gì mà DeFi có thể làm được. Để thân chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra ngày hôm nay thì các bạn sẽ hiểu được là các ứng dụng DeFi phức tạp lên cỡ nào. Và để hiểu rõ được hai cái sự kiện gần đây thì có một điều mà chúng ta phải nói tới trước hết là nếu muốn làm được những điều như là kiếm được 630.000 đô trong vòng chỉ có vài giây thì các bạn phải có cái số lượng tiền lớn và đối với một người bình thường thì trước đây điều này hoàn toàn là một điều không thể nhưng mà đối với các ứng dụng DeFi thì các bạn có thể mượn tiền thông qua một cách mượn gọi là flash loan thì nói một cách đơn giản hơn là flash loan là một cách mà các bạn có thể mượn tiền từ các ứng dụng DeFi mà các bạn không cần phải thế chấp gì hết nhưng mà các bạn phải trả lại trong vòng một giao dịch nghĩa là trong vòng một block thì flash loan nó một cách dễ hiểu đây chỉ là một cái giao thức hợp đồng thông minh các bạn mượn tiền từ ứng dụng defi và trả lại trong vòng một block và các ứng dụng DeFi này sẽ cho các bạn mượn nếu như mà các bạn thấy được cái sự chênh lệch giữa giá cả của một đồng nào đó giữa sàn này với sàn khác và đương nhiên là cái hợp đồng thông minh này sẽ kiểm tra coi coi điều của bạn nói có đúng hay là sai trước khi mà cho các bạn mượn tiền và khi các bạn trả lại thì các bạn sẽ trả cái số tiền mượn cộng với lại một số tiền lời và nếu như mà các bạn không trả lại thì cũng không có quan trọng gì tại vì nếu các bạn không trả lại thì cái giao dịch các bạn sẽ không được các thời đạo chấp nhận coi như là giao dịch đó chưa hề xảy ra đây là một điều rất quan trọng tại vì DeFi có thể cho các bạn mượn tiền mà hầu như là không chấp nhận nguy hiểm nào hết và ngược lại các bạn có thể mượn được số tiền lớn mà không cần phải thấy chấp gì đây là cách hiểu đơn giản nhất về flash loan Nói một cách khác là Flash Loan có thể cho các bạn trở thành cá mập trong một thời gian rất ngắn để các bạn có thể là kiếm lời giữa sự trên lệch giá giữa săn này với săn khác. Và một lát nữa thường sẽ giải thích kỹ hơn để các bạn hiểu rõ được là làm sao người này kiếm được số tiền này. Và đây là một cái sự kiện rất mới cho nên thì bây giờ vẫn còn chưa có nhiều chi tiết. Và các bài viết ở trên mạng thì cũng rất là mơ hồ. Nhưng mà ở trên Twitter thì Twitter đi Spartan đã chia sẻ một cách dễ hiểu hơn. Thì tôi đó là một cái PowerPoint để mà chia sẻ với các bạn. Trước hết thì người này sử dụng Flash Loan để mà mượn cái số tiền là 7.500 đồng Ethereum Có nghĩa là khoảng chừng là 1,98 triệu gần như là 2 triệu đô la Các bạn thấy nên cái Flash Loan có thể cho các bạn mượn cái số lượng lớn Sau đó thì người này dùng 3.518 đồng Ethereum của cái số 7.500 Ethereum này Để mà mua đồng Synthetic USD, đồng SUSD Đây là một đồng ổn định ở trên cái mạng lưới phi tập trung nhưng mà đồng này không được ổn định lắm các bạn sẽ thấy được một lát nữa là tại sao và 3.518 Ethereum là tương đương khoảng chừng là 900.000 đô la và người này sẽ dùng cái số tiền này để mà thế chấp trên cái ứng dụng DeFi BZX kế tiếp thì người này sẽ dùng 900 đồng Ethereum của con số 7.500 Ethereum mượn thông qua flash loan để mà mua đồng SUSD, đồng Synthetic USD này trên sàn Kyber Network sau đó tiếp tục mua trên sàn Uniswap và điều mà các bạn cần nên biết ở đây là những sàn như là Kyber Network hay là Uniswap thì cái tính thanh thoảng cho những đồng như là SUSD thì cực kỳ thấp. Cho nên cái đồng ổn định bắt đầu từ 1 đô la đã bị người này dùng 900 đồng Ethereum này có nghĩa là tương đương với 240.000 đô đẩy lên tới con số là 2 đô la. Và các bạn cũng nên nhớ là người này đã có khoảng chừng là 900.000 đô la dùng để thế chấp ở trên cái ứng dụng DeFi BZX nhưng mà 900.000 đô la này là lưu trữ trong đồng SUSD nhưng mà đồng SUSD đã từ 1 đô la tăng lên 2 đô la tại vì người này dùng tiền đẩy vào sàn Kyber Network và Uniswap để mà đẩy giá trị của đồng SUSD lên gấp đôi có nghĩa là người này bây giờ là có thể mượn lên cái con số gấp đôi là 1,8 triệu đô la thì người này lại mượn thêm 6.796 đồng Ethereum sau đó dùng cái số tiền này để mà trả lại cái số tiền mượn 7.500 và cái số dư còn lại đó chính là cái số lời của người này để các bạn hiểu rõ hơn thì chúng ta nhìn vào cái cách tính này Mới đầu là mượn 7.500 Ethereum thông qua Flash Loan Sau đó dùng 3.518 đồng Ethereum để mua SUSD Dùng để thế chấp trên sàn BZX Sau đó dùng 900 đồng Ethereum để mà đẩy giá lên trên sàn Kyber Network và sàn Uniswap Sau đó mượn thêm 6.796 đồng Ethereum Trả lại 7.500 đồng Ethereum Bỏ luôn cái phần thế chấp trên ứng dụng BZX thì các bạn thấy người này đã có thể lời được là 2.378 đồng Ethereum sau khi mà trả lời cái flash loan mà đã mượn mới đầu và 2.378 đồng Ethereum có nghĩa là tương đương với khoảng 630.000 đô và cái con số 2.378 đồng Ethereum này cũng là con số mà các sàn nói tại hiện tại cho nên khi các bạn thấy là những sàn mà nói tới con số 2.378 đồng Ethereum này đó chính là con số được tính từ DeGen Spartan Thật ra người này lời lỗ thật sự là bao nhiêu Chúng ta cũng không biết được Đây chỉ là cái ước tính được đưa ra bởi Dejan Spartan Nhưng mà ước tính thì người này lời được rất nhiều Trong vòng chỉ có vài giây Cho tới bây giờ vẫn còn chưa có thế nào mà hiểu rõ được Là tại sao các ứng dụng DeFi có thể làm được những vấn đề này Thường nghĩ là đây là một điều mà có rất nhiều người vẫn còn nhiều câu hỏi về các hoạt động của dùng DeFi này, người làm được vấn đề này đương nhiên là người là biết lập trình, biết tạo ra những cái ứng dụng hợp đồng thông minh và hiểu biết về các hoạt động của các sàn vì tập trung, cho nên mới làm được điều này. Nhưng mà các bạn thấy là DeFi cũng chỉ mới bắt đầu mà đã có những cái sự kiện thường cảm thấy là vô cùng thú vị. Sau này như thế nào, thường cảm thấy là đây là một điều mà rất khó ai đoán được. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Các bạn hãy comment ở phía dưới và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn là một trader thích trade margin thì các bạn có thể sử dụng sàn NAPX sử dụng link thuần capital phía dưới video này các bạn có thể đăng ký để mà tham gia vào nhóm liên nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí trên màn hình cũng có cái link đó chính là các video thường làm về sàn NAPX chơi margin thì có cái sự nguy hiểm cao các bạn phải là một trader có kinh nghiệm không dành cho những trader mới nếu các bạn muốn sử dụng sàn Binance Symmetry coin thì các bạn có thể là tham gia vào sàn Binance thông qua link thuận capital phía dưới các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch khi mà giao dịch thì sàn sẽ trả lên 10% vào ví của các bạn và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết ở trên thuận capital com và các video tương tự cũng có thể tìm được ở trên nền tảng phi tập trung library.tv các bạn cũng nên đăng ký vào nền tảng phi tập trung này để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn